Xin chào các bạn, chào các bạn trở lại với cái video tiếp theo của mình là Huy Sơn đây. Và trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy chip Mochi và mảnh gương để các bạn có thể thức tỉnh Mochi V2 và tộc V4 nha. Trước khi video thì mình xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, và nếu các bạn thấy video hay thì nhớ like và đăng ký kênh cho mình. Ok, thì đầu tiên các bạn cần phải chuẩn bị cho mình cái cúp màu vàng như này. Các bạn có thể lấy nó bằng cách là treo xin vào 4 tiếng sau đó đi nhặt dương. Cách thứ hai là các bạn sẽ đi đánh con boss bí ẩn nhưng mà nhớ không được nhận nhiệm vụ nha. Và cách thứ ba là các bạn sẽ ra cái chỗ lâu đài bóng đêm ấy, các bạn sẽ ấn bằng là BC linh hồn và cầu nguyện ở nó thì sẽ có tỷ lệ rơi ra là cái cúp. Và tiếp theo các bạn cần chuẩn bị cho mình là 10 cái bột coca diệu kỳ. Đây, các bạn lấy bột coca diệu kỳ bằng cách là farm quái ở trên hòn đảo này nhá, chỉ duy nhất hòn đảo này thôi. Đây, farm mấy con quái này này. Và sau khi các bạn có đủ những cái thứ mình vừa leo xong ấy thì các bạn sẽ đi theo mình ra cái chỗ sang hòn đảo này. Đây, sang cái đảo này nhá, sau đó các bạn sẽ đi thẳng vào đây. Thì ở đây sẽ có con NPC gọi là cho chúng ta đổi cái cúp sô cô la ấy. Thì nó cần một cái cúp này, 10 bột coca diệu kỳ này, và sau đó chúng ta ấn trao đổi này. Đó, được một cái cúp sô cô la luôn. Và sau khi có cái cúp sô cô la ấy thì chúng ta sẽ đi triệu hồi con boss Katakuji V2 đi nhá. Thì nói chung các bạn cần phải sang cái đảo bánh ở cái bên thì để triệu hồi được, chứ không phải là boss Katakuji V1 đâu mà là V2 ấy. Đó, giờ mình sẽ ra cái chỗ đảo bánh ở cái bên nhá. Ok, và sau khi các bạn đến cái đảo bánh ấy thì chúng ta sẽ đi gặp con NPC tên là Zipama để triệu hồi con boss Katakuji V2 nhá. Thì đầu tiên là các bạn cần phải đánh bại 500 con quái ở chỗ này thì nó cho các bạn triệu hồi. Sẽ ấn ra cho các bạn xem này. Đó, mình còn cần đánh bại 398 con nữa. Và lưu ý là các bạn cần phải có cái cúp sô cô la thì các bạn mới triệu hồi được con boss Katakuji V2 nhá. Còn không thì các bạn chỉ triệu hồi được con boss V1 thôi. Và sau khi các bạn đánh bại con boss Katakuji V2 thì nó sẽ dẫn ra hai cái vật phẩm, một là cái chìa khóa để các bạn đi lấy chip Mochi V2. Và cái vật phẩm thứ hai là cái mảnh gương dùng để thức tỉnh tộc V4. Giờ thì mình sẽ chắc nha, mình sẽ đi farm con quái này nha. Ok, sau một thời gian farm thì mình cũng sắp farm đủ 500 con quái rồi. Thì vừa nãy là có một bạn nữa farm cùng mình cơ, nhưng bạn này là bạn đi học mất rồi, nên giờ chỉ còn một mình ở trong cái xe và VIP này thôi. Thì mình cũng không chắc là mình có thể đánh bại được con boss Katakuji V2 hay không, bởi vì nó rất là mạnh luôn. Thì các bạn biết là V1 nó rất là mạnh rồi, V2 chắc chắn sẽ mạnh gấp đôi. Đó, thì chắc là mình farm xong ấy, mình sẽ ra chỗ kia để triệu hồi con boss Katakuji V2 nhá. Và mình nói lại một lần nữa là các bạn cần phải có cúp Sokona thì các bạn mới triệu hồi được con boss Katakuji V2. Còn không thì triệu hồi chỉ triệu hồi được V1 thôi. Rồi, sau khi các bạn ấn triệu hồi thì các bạn sẽ đi ra cái chỗ này. Đó, thì nó cho các bạn ra một cái chiều không gian khác. Rồi mình sẽ hóa Phật tổ lên và tìm con boss đó nhá. Đây, con boss đây này. Đó, để phân biệt con boss Katakuji V1 với V2 thì các bạn sẽ nhìn kỹ năng của nó nhá. Nếu mà nó đánh ra màu trắng này nó là V2, còn nó đánh ra màu đen là V1. Chắc giờ em sẽ tập trung vào đánh con này nha, bởi vì con này rất là mạnh, mình sẽ không bình luận nữa, tập trung đánh thôi. Đó. Ok, thì ở lần trước ấy mình không thể đánh bạn được con boss Katakuji V2 rồi, bởi vì nó rất là mạnh luôn. Thì lần này là có thêm mấy bạn nữa vào trong riêng và VIP này sẽ đánh cùng mình nhá. Giờ chắc là mình sẽ ra chỗ kia là xem đánh bạn được bao nhiêu con quái rồi. Thì hiện tại là đánh bạn được 6 con thôi. Giờ mình sẽ đi ra chỗ kia để farm phụ cùng mấy bạn này nhá. Nói chung là mấy bạn này cầm cúp chứ mình không cầm cúp. Đó, giờ mình sẽ farm hộ mấy bạn này luôn. Ủa? Hình như các bạn ơi, mình bị lag hay sao ấy. Không hóa được Phật tổ luôn. Từ á, hình có gì đó sai ở đây. Vãi trưởng luôn các bạn, chuẩn bị triệu hồi rồi mà mất kết nối luôn, kiểu văng game luôn, mình cực kỳ ghét kết nối này luôn. Nhưng không sao, chúng ta lại vào được trong cái chỗ này để đánh nó rồi. Thì hiện tại là rất là nhiều người đánh nó luôn, chúng ta sẽ không sợ con boss này luôn. Đó, ui, mấy bạn đánh liền. Ôi, thôi chết rồi các bạn ơi, có full mon các bạn, mấy bạn này vào đây để thức tỉnh tộc V4. Thì hiện tại là nó có full mon rồi, mình sẽ cố gắng làm sao mà đánh bại con boss này nhanh nhất để cho mấy bạn đi thức tỉnh nha. Không sao, các bạn chỉ cần đánh cho mình khoảng tầm còn nửa cây máu được là các bạn đi thức tỉnh rồi, mình sẽ no nốt cái phần còn lại. Rồi, thì giờ mình sẽ cố gắng đập sao đánh bạn con boss này nhanh nhất nha. Đây, hiện tại còn hai người trong cái chỗ này thôi, thì mấy bạn kia đi thức tỉnh V4 hết rồi. Đó, chỉ còn mình là trong đây cùng một bạn nữa là sẽ đánh bạn con boss này. Chúng đánh hơi khó, bạn kia sắp ngủ bên nơi rồi. Cố lên nào, các bạn đừng chết nha. Ui, nó còn đánh mình còn nửa cây này. Hình như bạn kia ngủ nơi sao. Ui, ngủ thật luôn ạ. Trời ơi, vãi trưởng luôn. Mình không biết mình có cân được con này không. Từ từ nữa nào.
Con này khó quá, mình sẽ cố gắng tiêu diệt nó nhé. Ok, thì mình đã tiêu diệt xong con boss Katakuri V2 rồi. Và giờ mình cho các bạn xem cái mảnh gương mà sau khi các bạn đánh bại nó nha. Đây, mình sẽ ấn cái phần phụ kiện này. Đó, mảnh gương. Đó, dùng để thức tỉnh tộc V4 nha. Và còn một cái nữa là hình là cái chìa khóa đâu nhỉ? À đây, chìa khóa này dùng để đi gọi là lấy cái chip Mochi V2 nha các bạn. Và khi có cái chìa khóa này rồi thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái chỗ mua cái chip Mochi V2 nha. Nói chung là cũng khá đơn giản thôi, các bạn cứ đi theo mình là được. Đó, chúng ta ra có một cái chỗ gọi là ngôi nhà kẹo nha. Thì các bạn sẽ đi thẳng cho mình nhá. Nhớ đi theo mình nhá. Đó, thì đây chính là cái ngôi nhà kẹo này. Bạn cứ đi thẳng vào đây nhá. Thì trong đây sẽ có một cái LBC, nói chung là bán cái chip Mochi V2 ấy. Thì cho bạn xem. Đây cái cửa chìa khóa này, các bạn sẽ lấy cái chìa khóa ra nha và cái cửa sẽ tự động mở. Sau đó các bạn sẽ ấn một cái LBC này thì sẽ bán cho bạn một cái chip Mochi V2 với giá là 1.000 nguyên thạch ấy. Đó, mình sẽ mua luôn cho bạn xem này. Chỉ sau 2 tiếng mới mua được đấy. Đó, đây chính là cái chip Mochi V2 nha. Khá là đơn giản đúng không? Và sau đó các bạn sẽ di chuyển về nhà cho mình. Thì nói chung là cái chỗ bán chip ấy thì nó có cái chỗ mua đấy. Chỉ ấn cho bạn xem này. Ấn vào ông này này. Nói chuyện này. Đó, ấn cái lưng cao này. Chip bột đó. Bạn nhìn thấy chip bột không? Nói chung là khá đơn giản đúng không? Ok, thì nói chung là cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy cái chip Mochi V2 cũng như là cái mảnh gương để thức tỉnh tộc V4 rồi. Thì hiện tại mấy bạn này đang nói chung là đang thức tỉnh tộc V4 ấy thì mình sẽ không làm phiền mấy bạn này nữa. Và nếu bạn thấy cái video hay, bổ ích thì bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình. Đó, thì mình xin chào các bạn nhé. Bye bye.